Xin giới thiệu với các bạn là một cái bộ mẫu càng độ dành cho xe X-Men nhé. Cái này là càng độ dài thêm 10 cm so với này nguyên bản của xe. Thằng này là càng nhôm đúc này, thằng càng nhôm. Đấy, nhìn nó rất là hầm hố luôn, đẹp. Đây, to này. Cái này có tổng chiều dài là 50 cm. Các cái kích thước thì gần như là phù hợp cho tất cả các loại xe X-Men là đều lắp được nhé. Đây ví dụ độ rộng bắt động cơ là 23 cm này. Đấy. Cái phần chiều ngang ở trên bạc càng này là 17 cm nhé, các bạn đều lắp được luôn nhé. Đấy, phần thân bánh này đến cái phần chẳng ba này là 29 cm các bạn nhé. 29 thì tất cả các loại bánh vành 12, vành 10 là đều lắp vừa. Đấy. 29 là tính ra là đường kính bánh 58 thì mới chạm được đến cái chỗ này. Và bánh của mình bình thường là to nhất thì chỉ có 46 thôi. Nên là thoải mái, vẫn còn chưa thể chạm vào đây được. Đây là cái phần này là phần bắt giảm sóc này. Đấy, cái phần này là phần bắt giảm sóc một phuộc này. Đây, còn kích thước tổng thể này là kích thước này là 50. Đây, kích thước tổng thể như thế này là 50 cm, 52 cm nhé. Đấy, thì tất cả những cái tai treo đây này để bắt yếm những thứ là mình có thể làm giống như thế này được. Cái này mình điều chỉnh được. Đấy, cái kẹp dây này, cái này phù hợp cho các loại phanh luôn các bạn nhé, phanh cơ, phanh đĩa đều được. Đây, cái tay này là dùng để giữ cho cái phanh cơ này. Các bạn có chế phanh đĩa thì nó sẽ có cái ngàm riêng để chế phanh đĩa riêng. Đấy. Còn đây là một cái loại càng sắt này. Loại này thì rẻ hơn này. Đấy. Nhưng mà kích thước thì nó sẽ có một số cái khác. Thì cái này các bạn phải điều chỉnh thì mới lắp được. Đây, kích thước dài ngang của nó là 21 này. Kích thước lòng trong của nó là 13 này. Đấy. Chiều rộng thân này là 20 này. Và tổng chiều dài của thằng này thì vẫn là 50 các bạn nhé. Đấy, tổng chiều dài vẫn là 50. Thì trong hai cái loại này các bạn thích lắp loại nào thì lắp. Thì cái loại ngoài này thì nó dễ làm hơn, nhưng mà nó đắt hơn. Loại này hơn 1 triệu cơ. Loại này là 1,2 triệu một cái các bạn nhé. Nó rất là đẹp. Càng này rất là đẹp. Này. Các bạn độ xe X-Men kéo dài khung thì rất là đẹp. Nó chỉ dài hơn khoảng 10 cm thôi. Nhưng mà nó vừa tầm. Đấy.